Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm món mắm chưng. Đây là một món ăn dân dã, quen thuộc của người dân miền Tây. Một món ăn có hương vị thơm ngon và nhìn thì cũng khá bắt mắt. Món này thì mình có thể ăn cùng các loại rau sống, rau luộc hay ăn cùng cơm nóng, rất là ngon. Cách làm vô cùng đơn giản, bây giờ mình sẽ cùng thực hiện nhé. Thì mình sẽ sử dụng 300g thịt heo đã xay nhỏ. Mình sử dụng thịt ba chỉ có cả nạc và mỡ. Như thế làm mắm chưng sẽ ngon hơn. Và 250g mắm cá linh nguyên con. Trước tiên mình sẽ cho mắm cá linh vào trong nồi. Rồi đổ thêm 200ml nước và sẽ bắc nồi mắm cá linh lên bếp để đun cho phần thịt của cá rã ra. Cái này thì các bạn có thể đem xay nhuyễn ra cũng được. Mình sử dụng 3 củ hành khô và hành mình sẽ bóc vỏ rồi băm nhỏ ra. Nồi mắm cá mình bắc lên bếp thì sẽ để lửa lớn đun cho sôi đều lên, sau đó hạ nhỏ lửa xuống đun sôi lăn tăn. Tới khi phần nước cạn bớt, nồi mắm cá hơi sánh lại là được thì mình sẽ tắt bếp đi. Sau đó, sử dụng một cái rây, mình sẽ lọc qua rây để thu lấy phần nước cốt mắm cá và bỏ đi phần bã có xương cá ở đó. Giờ mình cho toàn bộ phần thịt băm vào trong một cái tô lớn, sau đó sẽ cho nước mắm cá vào. Mình cũng cho hành tím khô mình đã băm nhỏ vào và nêm thêm các loại gia vị. Mình sẽ cho một thìa cà phê bột ngọt, một thìa cà phê tiêu và một thìa canh đường. Rồi sẽ trộn thật đều lên. Mình sẽ sử dụng 3 quả trứng vịt. 2 quả thì mình sẽ đập ra lấy cả lòng trắng và lòng đỏ, còn 1 quả mình đập ra lấy lòng trắng và sẽ bỏ một lòng đỏ lại. Để một lát nữa mình cho lên bề mặt của bát mắm chưng, rồi mình sẽ cho toàn bộ trứng vào trong bát thịt, trộn với mắm cá và khuấy đều lên. Sau đó thì các bạn có thể để ở trong tô to cũng được, hoặc là mình chia ra những cái chén nhỏ để mình hấp cho nó nhanh chín. Mình sẽ cho vào trong nồi và đậy vung lại để hấp. Sau khi hấp tầm 30 phút thì bát mắm chưng của mình cũng đã chín rồi. Mình sẽ lấy ra rồi đánh đều lòng đỏ của quả trứng vịt mà nãy mình để lại dưới lên bề mặt của bát mắm chưng. Sau đó sẽ tiếp tục cho bát mắm này lên hấp thêm 10 phút nữa. Sau khi hấp thêm 10 phút, bát mắm chưng của mình đã chín rồi. Các bạn có thể thấy bên trên của bát mắm là màu vàng óng của lòng đỏ trứng, nhìn rất là đẹp. Phần mắm chưng ăn rất là đậm đà và có một mùi đặc trưng của mắm. Các bạn có thể ăn kèm cùng các loại rau quả sống, rau luộc hay mình ăn cùng với cơm nóng, rất là đưa cơm. Các bạn hãy làm và thưởng thức nhé! Chúc các bạn làm thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.